Hello, xin kính chào cô chú anh chị em các bạn. Chúng ta đang có mặt trên đường Đồng Khởi ha cô chú gì ha. Trước mặt chúng ta là một chiếc City Sightseeing Bus Sài Gòn. Đây là một mô hình du lịch ở Sài Gòn. Khách mua vé lên xe buýt chở đi một vòng tham quan các con đường chính ở trung tâm Sài Gòn. Chúng ta đang đi về hướng công viên Bến Bạch Đằng, chân cầu Thủ Thiêm 2 ha. Ngày mai thì sẽ có cái chương trình thả trên khí cầu đó cô chú anh chị. Mà hôm nay ngày 8 hình như là sáng nay là có thả rồi, là em không biết là thả chưa, để mình ra mình xem có ở đây người ta thả chưa ha. Mà nghe nói thả sớm quá, thả từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Thả sớm quá, không biết thông tin này có đúng hay không nữa. Ra mình xem thử. Tại vì thả mà sớm quá thì bà con đang ngủ, nhiều khi mấy người mà người ta cú đêm, người ta không có dậy sớm á, khó đi chơi hơn. Thả cái chiếc cầu này nó liên quan đến yếu tố thời tiết nha cô chú anh chị. Thời tiết với lại gió. Gió mà êm thì thả rất là ok ha. Gió mà mạnh là nguy hiểm, thổi lên là nó bay tùm lum hết. Ngoài việc thả trên khí cầu biểu diễn thì ban tổ chức hình như là có cho khách hàng đăng ký trải nghiệm nữa. Hình như là có tốn phí á cô chú anh chị. Mình quẹo đây ha, cố gắng mình quẹo đây. Quẹo đây để mình ra cái công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 nhé cô chú anh chị. Đây là đường Mạc Thị Bưởi. Quẹo đây là đường Phan Văn Đạt. Đường Phan Văn Đạt thì ít người biết ha, đường này ngắn ngủn quá. Đây có cái khách sạn Sport Hotel, trung tâm dịch vụ thể dục thể thao. Đường Phan Văn Đạt này ngắn ghê, chỉ có 50 m. Rồi chúng ta đang ở vòng xoay. Vòng xoay này là công trường Mê Linh của chú chị. Bến Bạch Đằng có tượng của ông Trần Hưng Đạo. Rồi chúng ta đi về phía công viên cầu Thủ Thiêm 2 ha. Chúng ta đang đi về hướng công viên chân cầu Thủ Thiêm 2, xem tình hình như thế nào. Nếu ngày mai thả trên chiếc cầu thì hôm nay phải chuẩn bị sẵn rồi. Không biết là bên mé nào ha. À có khả năng là bên bên mé quận 2 cũ á cô chú anh chị. Chứ bên đây thì mình không thấy rồi. À, mình phải qua cầu Thủ Thiêm 2. Ok, em thấy bên kia nó có mấy cái bong bóng nhỏ nhỏ rồi, chắc là nằm ở bên đó quá. Giờ mình chạy qua đó mình xem ha. Xem người ta chuẩn bị tới đâu rồi. Ở bên phía quận 2 cũ nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú chị nào đi thì nhớ là chúng ta có hai địa điểm để đi lượn. Thả trên khí cầu ở hai địa điểm, một là ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ha. Hai là ở bên chân cầu Thủ Thiêm 2 mà phía bên quận 2 cũ á cô chú chị. Bên khu đô thị Thủ Thiêm nè. Chúng ta đang có mặt trên cầu Thủ Thiêm 2. Ngày mai tiếp tục là một ngày vui chơi giải trí ha cô chú ha. Đó bên trái nè cô chú chị. Đó chuẩn bị hết rồi nè. Ồ chuẩn bị hết rồi, để coi cái đường vô ở chỗ nào ta. Chúng ta phải ngược trái vô ha. À. Rồi chúng ta xuống cầu, chúng ta ngược trái vô.
không biết có đường đi không ta. Rồi quẹo trái vô, ô xa quá, ở đây không cho quẹo luôn, lên kia quay đầu lại ha. Đây là của chúng chị. À rồi chúng ta quẹo trái, đây chúng ta thấy cái cổng chào rồi cô chú chị. Mọi người nhớ là ở bên phía quận 2 nha, bên trên cầu Thủ Thiêm ở bên phía quận 2, đây bên đây. À đây đây cái cổng này của chúng chị, nhưng mà không vô được đường này ha. Hồ Chí Minh City nè, Music Festival Hozo, ngày hội kinh khí cầu. Không vô được đường này ha, không biết vô đường nào nữa. Trên đây có ngã quẹo nè của chúng chị, chắc nó có duy nhất cái đường này quá. À đường D6 nha cô chú chị, đường D6 ngay cái cà phê Highland, chúng ta quẹo vô ha. À tới rồi, tới rồi, phải gửi xe. Phải gửi xe nha cô chú anh chị. À, phải gửi xe. À đây nè cô chú anh chị ơi, đây nè, nhưng mà phải gửi xe. Ngày hội kinh khí cầu. Tôi quay chỗ này có thấy không? Quay cho cô chú anh chị xem có thấy không nha. À quay ha. Đó, ngày hội trên phía cầu. Đây đi đường D6 vô. Đi đường D6 nha cô chi. Vô đây phải gửi xe. Không có cho. Phải gửi xe, bây giờ mình kiếm chỗ gửi xe để mình vô ha. Đây không chạy xe máy vô được. Như bên đây nó có chỗ vô hay sao cô chú chị? Đây là những cái công trình đang xây dựng ở bên khu chân cầu Thủ Thiêm 2. Giá trị bất động sản ở đây cũng rất là cao nha cô chú chị. À đây bãi xe nè. Giờ trời nắng quá em chỉ quay ở ngoài bãi xe cho cô chú chị xem thôi ha. Chứ mình chưa có vô ha, ngày mai hay là cuối tuần mình vô cho nó mát. Đi buổi sáng hoặc buổi chiều á cô chú chị. Đây là bãi xe. Đây là khu vực giữ xe ha, đường Trần Bạch Đằng. À gửi xe ở đây xong rồi đi dọ qua kia. Trong kia đang cũng rất là đông rồi, nhưng mà nắng quá. Ở đây là khu Thủ Thiêm nè cô chú anh chị. Ở đây là khu đô thị Thủ Thiêm. Khu này hôm trước có đấu giá bất động sản nè, nhiều ông đấu giá xong mà bỏ cọc là khu này nè cô chú anh chị. Đó, ồ cái xe này nó bị vướng cái dây điện rồi. À xe này nó vướng cái dây điện ở trên này, cái dây điện này người ta bắt để người ta làm cái bóng đèn ở đây nè. À hơi vướng một chút. Dây điện này, dây điện của người ta mới bắt để làm cái khu vui chơi này, nên chắc cái anh xe tải này anh không để ý ha, không để ý. Rồi qua rồi, qua được rồi. Ok ngon rồi.
Đó, đây là cô chú chị đi vô đường D6 nha, đường D6 của khu đô thị Thủ Thiêm, ngay chân cầu Thủ Thiêm 2. Nó có cái quán cà phê Highland á, cô chú chị quẹo vô là đúng. Hoặc là để em đi xuống đây coi, nhiều khi dưới đây nó đi được nha cô chú anh chị. Ở dưới đây nó có cái mấy cái đường nhánh ở dưới đây, nhiều khi đi được á. Để em đi thử coi nó ra được không. Hoặc là chúng ta đi bên phía cầu Thủ Thiêm 1 vô cũng được cô chú anh chị. Cầu số 6 à, quẹo đây thử đi. Mình đi vòng vòng mình chơi mà mình tìm hiểu cái khu này mà. Rồi mình đứng đây rồi mình thấy được cái đó, ở đây mình thấy được cái kinh khí cầu này của chị, nó đang nằm ở dưới thấp ha, nó chưa có bay lên cao. Ở đây chúng ta vẫn thấy được cái kinh khí cầu ha. Ở đây đứt trống còn rất là nhiều nha cô chú chị. Ở đây là đứt vàng á, hôm bữa đấu giá xong rồi bỏ cọc là khu này ha. À, chỗ này quá trời một cái xe có duyên chiên, xe cà phê đồ mà người ta đẩy ra người ta bán, tối người ta bán á cô chú chị, tối người ta bán xong rồi ta đem về đây người ta cất nè. Dưới đây còn vắng ấy, nên là nó không có sợ bị mất cấp ha. Ta để dưới đây. À đây có cái đường vô. Đó khu thả kinh khí cầu nó nằm đây nè cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị thấy kinh khí cầu không? Đó đây chúng ta nhìn thấy nè, đứng đây nhìn thấy nè. Sơn Kim là đơn vị tài trợ về địa điểm nha cô chú anh chị. Sơn Kim. Đó, gian hàng có biết bán đồ ăn không ta? Đó, kinh khí cầu này của chị. Đó, có cái gì thấy không? Để hồi kinh khí cầu, cầu Thủ Thiêm 2 ha. Xét cho đây coi. Đó, kinh khí cầu. Đó, có cái gì thấy rõ không? Đó, vui chơi giải trí là ở đây nè ha. Rồi đây không vô được, đây bảo vệ không cho vô, có security đứng này, chúng ta phải quay đầu thôi. Chúng ta phải quay đầu ra thôi. Đó đây là kinh khí cầu ha. Đó không cho vô được, phải chúng ta đi ra, mua vé đi bên đường bên kia, đi cổng bên kia vô. Không biết có bán vé không ta, để mình tham khảo coi có bán vé không, mà chắc không có bán vé đâu. Ồ, chiếc VinFast xe màu đẹp quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra đường cầu Thủ Thiêm 1 ha. Như vậy là có hai điểm để chúng ta coi kinh khí cầu vào thứ 6, 7, chủ nhật tuần này, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022. Và chúng ta có thể đi ở trên cầu Thủ Thiêm 2, quẹo vô đường D6 ngay chỗ cà phê Highland, hoặc là chúng ta đi từ cầu Thủ Thiêm 1, chúng ta đổ xuống, chúng ta quẹo vô cái khu này, khu đô thị Thủ Thiêm. Chúng ta có một cái bãi giữ xe máy rất là lớn. Đó, bãi giữ xe máy này bên phải nè, bãi giữ xe máy người ta đang chuẩn bị sẵn rồi, nó rất là lớn ha, nó dài xuống túi dưới này luôn mà. Nó dài xuống túi dưới này luôn. Đó, đây là bãi giữ xe máy nè cô chú chị. Đó, rất là lớn ha. Đó thì gửi xe ở đây. Xong rồi chúng ta đi vô thôi, đi bộ vô. Còn có mua vé hay không thì chúng ta cập nhật là thông tin ha. Em nghĩ chắc không có mua vé đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra đường cầu Thủ Thiêm 1. Đây là cây cầu số 6 nha cô chú anh chị. Đó, bên đây khu đô thị Thủ Thiêm ha, đang rất là trống vắng. Tại vì chưa có nhà ở, đất trống nhiều lắm, chưa có công trình xây dựng đồ nhiều.
Mà bữa đây đấu giá đất xong rồi đấu giá cao xong rồi bỏ hết rồi cô chú anh chị, nên là bị phạt ha. Tân Hoàng Minh, công ty Tân Hoàng Minh bị phạt đấu giá đất xong rồi bỏ, không có thực hiện đúng quy định. Rồi để coi ở đây đi được không hay là bị chận. Rồi bị chận là mình phải quẹo ra. À, ở đây ở đây vẫn đi được, đi cầu Thủ Thiêm 1 vô vẫn được, đi cầu Thủ Thiêm 1 vô vẫn được nha cô chú anh chị. Đây nhiều công trình đang xây dựng quá. Đó, đi cầu Thủ Thiêm 1 thì chúng ta vô đường này nè cô chú anh chị. Cổng nó nhỏ thôi, không cho xe hơi vô ha. Rồi bên trái là cầu Thủ Thiêm 1 ha. Đó, đây là cầu Thủ Thiêm 1 hướng về phía quận Bình Thạnh. Nếu mà chúng ta bên Bình Thạnh thì chúng ta đi đường này qua cũng được. Xong rồi chúng ta quẹo phải, chúng ta vô khu này. Đó, chúng ta vô đường Trần Bạch Đằng. Đường Trần Bạch Đằng nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về khu này, là thẳng hoài là ra ngoài khu Sala. Thẳng cái này hoài là ra khu Sala đó cô chú anh chị. Khu Imac á. Rồi như vậy là chốt lại là chúng ta có hai địa điểm để xem kinh khí cầu ở cuối tuần này ha. Ở ngoài công viên với Bạch Đằng và ở chỗ trên cầu Thủ Thiêm 2 bên khu đô thị Thủ Thiêm. Ở bên đây thì em thấy người ta để kinh khí cầu rồi mà sao bên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì mình chưa thấy để kinh khí cầu, thì không biết là như thế nào. Nhưng mà trên địa điểm ghi là hai địa điểm như vậy á, thì để có kinh khí cầu thì mọi người ra ngoài cầu Thủ Thiêm 2 đi coi cho nó rộng rãi hơn. Bên Nguyễn Huệ em nghĩ là nó chật quá, là nó khó thả lắm. Chủ yếu bên đó dựng sân khấu để hát ca nhạc hay sao á, chứ không có kinh khí cầu bên đó hay sao á. Tại có kinh khí cầu là hôm nay người ta phải chuẩn bị rồi. Còn thấy thấy bên Nguyễn Huệ là chỉ để sân khấu thôi. Nên em nghĩ là bên Nguyễn Huệ là sẽ tổ chức ca nhạc. Còn bên công viên trên cầu Thủ Thiêm 2 là sẽ thả kinh khí cầu. Nên mọi người thích coi kinh khí cầu thì qua bên chân cầu Thủ Thiêm 2 nha, bên mé quận 2 cũ, khu đô thị Thủ Thiêm. Còn có ca nhạc thì qua bên Nguyễn Huệ. Trên báo đăng là em thấy là thả kinh khí cầu vào buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ sáng á cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nếu mà muốn đi coi kinh khí cầu thì hãy cập nhật lại thông tin nha, để đi đúng cái giờ người ta thả. Chứ mình đi cái giờ mà không đúng là người ta không có thả được. Nên là mình không có coi được cái kinh khí cầu lúc nó ở trên cao, mà chỉ coi lúc nó ở dưới thấp thôi, nó không có đẹp lắm. Rồi đến đây em xin kết thúc video clip này ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại cô chú chị trong những video clip tiếp theo. Đừng quên bấm like video clip và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Đường Phố Sài Gòn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có những ngày cuối tuần thật là nhiều vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhỏ yêu thương của mình. Xin bye bye ạ.